thì trong những cái lúc mà đắp mát cái mask này trên cái chân khách đó, thì mình có thể là mình mời khách làm cái facial. Trong khi cái facial như vậy đó thì mình có thể có thời gian để mình làm cái facial cho khách, được thêm tiền cho salon. Và cái thứ hai nữa là tiện thời gian nữa, khách có thể relax, the same time có thể ngồi đó relax trong vòng khoảng 30 phút thì mình có thể là mình làm một cái facial và cái pedicure rất là dễ kiếm tiền, cũng như dễ rất là dễ khách dễ rất là chấp nhận cái sự service của mình. Thank you.
lấy ra một muỗng cà phê. Trong khi mà khách hàng làm cái facial như vậy, những cái pedicure mình quảng cáo tới cái product của họ, họ xài thử rồi họ bắt đầu họ mua thì mình bán, trong khi đó mình được bán hàng luôn đấy, đúng không? Thì sau khi mà họ cần mua thì mình in sẵn những cái bản giá mà retail, được cái bản giá mà retail cho họ coi, họ mua cái giá retail mà nếu họ sign up agent á, họ làm thì nên cái step, another step mình nói cho họ. Cái bước nữa là mình để cho họ để làm agent. Có thể họ lên về nhà con họ làm hair salon hay là bất cứ spa nào, mình có thể mình giúp họ cái điều đó. Ok, mình phải chuẩn bị mấy cái này. Right, trong cái show beautiful, your face, you know how you feel tight. Yeah, yeah. Firm, right? Yeah. And it made it. I can feel it. Yeah, because it's tight. I would help you 5 to 10 years younger. Trust me. Really? Would love it. Yeah, yes. Beautiful. I know. You never find. Thường thường mà làm á, thì đa số 80%, 90% là thành hàng đã thích cái product. Thì anh chị nào có nail salon hay hair salon thì nên nghĩ đến cái product này hoặc là thử. Còn nếu mà cần giúp thì nên gọi cho đội nhóm của tụi em. Thì cái số nó nằm ở dưới đó ha. Kiểu như là cái step của pedicure kiểu như là xong, giờ mình trong khi mình sơn cái chân đó thì cái mặt nó cũng đã gần khô rồi. Thì gần khô khi mà sơn xong á thì bắt đầu cái step bước tới á, cái bước mà bước tới là mình gỡ cái mask ra. Là để như trong hoàn thành trong khoảng 30 tới 40 phút. Mà cái mặt cái facial này á, mình có thể mình lấy khoảng 60, tùy cái era. Có chỗ thì lấy 55 đồng, nhưng mà tụi em đây thường thường là lấy 60 đồng. Không có, tại vì cái product nó rất là tốt. Và cái chân này á, có thể mình thường thường tìm em thì lấy 30, nhưng mà thêm 10 đồng hoặc 15 đồng có thể em lấy 45 đồng. 45 đồng với lại cái mặt 60 nữa là 105 đồng. Ha, rất là dễ, còn trong vòng 4 khoảng 50 phút thôi. Đó, anh chị cứ nghĩ đó, nếu mà có cần sự giúp đỡ gì thì trong đây đội nhóm em có ở đó giúp cho chị. Your mind, didn't
No, you want? Oh, yeah. Go ahead. How? I feel refreshed. I feel clean. I feel refreshed. I feel lighter. I just feel lighter. And how? My feet feel very good. My feet feel good because I bought some new shoes, and they were a little snug on my feet, and they made my feet perspire and dry and crinkly. And now they feel, I don't know, they just feel good. My legs feel good too. My skin on my legs feels really nice. Thank you so much. Yeah. Have a great day. Yeah. Thì hôm nay là cái clip video này cũng muốn gửi tới anh chị em biết là cái product, cái secret nó powerful như thế nào, khách hàng cũng rất là thích sau khi làm những cái facial cũng như cái pedicure. Thì nếu anh chị nào có nhu cầu đem những cái sản phẩm này vô dụng tiệm thì xin gọi chúng em, cũng như em là Lâm Nguyễn, còn đây là Annie, Lee Nguyễn của Kelly và what's your name? Mary, okay. Đây Mary là cũng là khách hàng thôi, nhưng mà trong tình cờ thì vô đây thì mà Mary bả làm một cái facial và cái pedicure sẵn đây ấy, mình làm cái cuốn video này cho tất cả anh chị biết về cái sản phẩm này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái sản phẩm này.